Rồi mọi người nhé, bữa nay mình đặt cái cái đây cái van gọi là van gì nhỉ? Van điện tử à? Van điện tử, van điện tử 24V dùng cho máy lọc nước đây. Rồi mình sẽ bóc cái này cho các bạn xem nhé. Thì máy mình nó bị tạch tạch, mình cũng không phải là thợ đâu nhé các bạn, đoán thử thôi. Đây cắm cho mọi người xem cái máy lọc nước nó bị cái hiện tượng này này. Mình đọc thấy bảo là cái do cái van này nên là mạnh dạn là thử mua về thử thay thử xem nó thế nào, xem có được không thì chắc phải gọi thợ. Mình ngắt trong này. Nó bị tạch nó không bị ngắt. Giờ trước mình chưa ấy cái van nước này. Mình đóng rồi chưa cái van nước này. Mở ra. Nó không ngắt, nước nó vẫn thải ra nhiều các bạn. Nước nó không kêu đâu. Nước nó thải ra nhiều lắm, nó không ngắt, nó thải rất nhiều luôn. Mình phải lấy nước thử cho em biết. Mình lấy cái gì này, cái nước này. Bị lỏng bé này này. Bây giờ là nó bị lọc có. Mình mới thay hết mấy cái củ lọc ạ. Không biết có lắp xài đâu không. Nhưng mà nó lọc ra nước nó không to. Thế xong bữa giờ mình lấy nước xong rồi. Mấy nó không ngắt. Nó cứ tạch. Mình đọc thì thấy người ta bảo là do cái van này, điện tử này. Nhưng mà thằng này thì có hai cái van thôi. Mà mua thì mới được một cái sao ạ? Còn này nó có hai cái van nữa bạn. Để nhà máy nó báo cũng còn 6 mấy cái nữa. Hai cái van ở trong này. Bây giờ nó lọc nó hết kêu rồi à. Để nó lọc tí xem vậy. Mình tắt. Mình tháo nó hai hôm nay rồi mình không lấy nước nữa. Ok, quay lại cái này mình bóc cho mọi người xem nhá. Đợi tí nó xem cái nào. Cái kéo cái gì ta. Cái kéo này hơi khó quay này. Một tay cầm một tay này hơi khó quay. Cái này rất rẻ thôi, có mấy chục thôi. Thử thôi. Mình như là một tay quay một tay nó hơi khó vậy. Đây. Nó có một cái thôi. Một cái mình cũng không để ý, hôm trước mình đặt rồi mình cứ nghĩ là nó có một cái thôi các bạn. Nhưng mình đặt rồi thì mình mở cái máy ra thì thấy là có hai cái. Đấy, nhưng mà mình sẽ thay ở một cái trước xem nó có vấn đề gì không đã. Đấy, bắt đầu nó kêu đấy các bạn. À đâu, đây nó kêu ngắt chứ không phải đấy. Nghe ngoài nó kêu tạch kia. Giờ mà nó không lỗi nữa nó mới hài các bạn. Cũng được. Mình chẳng biết có đâu. Trước nó bị lỗi là nó không ngắt được, nó cứ tực. Đây các bạn. Đây. Đây là cái van này. Điện nó chạy qua đây à? Chắc phải có nước mới thổi được. Mình cũng không rõ. Đây. 24V. Dòng này thì nó không phải là đúng của
caro phi. Máy của mình là máy caro phi các bạn. Nhưng mà tôi thay thử đây. Mua linh kiện mà các bạn. Chắc không vấn đề gì đâu. Nhưng mà mình để nó xem á. Có vẻ là nó lại không kêu nữa các bạn. Không kêu tịch 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 à. Để mình lấy nước ra đây xem. Đấy, đây nó ngắt được rồi. Nghe tiếng tục tặc không ạ? Cái thông thường thì nó ấy như thế xong nó lại bật lại. Chảy nó chảy to rồi. Nhưng mà chảy to được một lúc như nó lại chảy bé, mình cũng chưa hiểu. Để mình lấy thử ra một xong nước và xem nó như thế nào. Xem nó lọc tiếp. Xem nguồn nước thải đi cậu. Nguồn thải. Nguồn thải đây để dội vệ sinh. Xem nước bình thường nó lọc cả. Bình thường nó thải nó khoảng một lưng xô là một lần lọc thì nó không quá nhiều đâu. Hôm trước nó thải rất nhiều, bây giờ nó vẫn đang thải đây này, nó chưa ngắt. Đấy. Bây giờ thì nó ngắt rồi. Mình khi đã tạch một cái nó ngắt rồi. Nó vẫn chảy này. Nó bị hiện tượng là nó cứ chảy mãi hoài này, nó không ngắt. Xong rồi máy nó kêu kêu chục chặt, nó cứ chục chặt. Kiểu như nó ngắt xong nó lại mở, ngắt lại mở các bạn, nó không ngắt được ấy. Có vẻ là nó vẫn đang chạy. Ok, tạm thế đã các bạn nhé.